Liên quan đến vụ cháy xe bồn chở xăng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, sáng ngày 3 tháng 7, lực lượng chức năng cho biết đã ghi nhận một thi thể cháy tại hiện trường. Thi thể trên nghi là tài xế xe tải, tuy nhiên cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi để đưa ra kết luận cuối cùng. Tài xế xe bồn được xác định là anh Đào Phú Thắng, sinh năm 1983, trú tại thị trấn Tăng Lòng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Trước đó, lúc 21 giờ 25 phút ngày 2 tháng 7, tai nạn giữa xe bồn chở xăng và xe tải xảy ra tại km 50+500 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Nhân chứng tại hiện trường cho hay ngọn lửa bùng lên rất mạnh, bốc cao rồi lan sang cả phía ngoài hộ lan đường cao tốc. Đại diện đơn vị vận hành đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho hay trong xe bồn chứa nhiên liệu xăng dầu nên ngọn lửa bùng lên rất mạnh kèm theo tiếng nổ. Lực lượng cứu hộ đứng cách xa hàng chục mét vẫn có thể cảm nhận được sức nóng từ vụ cháy. Địa điểm xảy ra sự việc là nơi mặt đường khô, biển báo, hộ lan đầy đủ và trời không mưa. Vụ cháy đã khiến một chiều đường cao tốc theo hướng Hà Nội - Hải Phòng bị ùn tắc kéo dài. Sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng chức năng ngay lập tức đến hiện trường để dập lửa và điều tiết giao thông.